Vô đây, ra đây em. Đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Cầm túi nữa kìa. Cầm đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đứng vào đi, đứng vào đi. Đây, 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 quay lại từ đầu rồi. 2-3 2-3 Mọi người đừng lấy luôn đấy nhá. Đừng lấy luôn nhá. Yeah. Và bây giờ hành trình của chúng ta là bắt đầu là chuyển hành chạy chặng cuối là chạy từ Sơn La tới Sapa để tổ chức cái sự kiện là chúc mừng sinh nhật lần thứ 8 của những anh em trên cung đường chữ S. Đi thôi, xong rồi. Dạ. Yeah. Nhìn chàng tắm này anh. Người tươi lên đây. Đi. Đây, rất tươi. Quay rồi. Ba ngày sau nữa là live stream. Ở live stream. Không, đây là quay clip thôi. Yeah, ok. Đây là chào tất cả những người anh em ở trên miền Tổ quốc. Và hôm nay là bắt đầu là di chuyển. Mình là Thảo A Kiên, mình đến từ Sơn La. Vâng. Kênh YouTube Lâm Cát Bụi. Một fan của kênh YouTube Lâm Cát Bụi xin chào. Thank you nhé, chào cả nhà nhé. Ôi trời trời trời. Đẹp quá em đây đó, hai người đẹp đây. Đây hai người đẹp đây. Cái này không phải đẹp mà là quá đẹp. Quá đẹp à. Đây là chỉ đường là chạy từ Gia Lai. Yeah, ok. Quá đẹp nhưng phải quá sợ nha. Không phải là đông mà là rất đông anh em. Rất đông anh em đã từ mọi miền Tổ quốc là tập trung tại Sơn La và đây là chặng cuối. Yeah, ok. Chào anh Lâm nhé. Yeah, ok, chào tất cả anh em mọi người. Đông Hà đây, của chị đây. Yeah, và đây là Tân Phú. Không, em chỉ có sách của mình chú Hoa không thôi. Qua bên khu quanh thôi. Túi đeo đấy. Túi đeo hả? À, không phải. Tôi bây giờ chưa được. Nhất đối với tôi đây là vợ tôi, người sẽ luôn luôn đồng hành cùng với tôi trên mọi chặng đường của chính phủ GS. Và chào các bạn, và chúng tôi sẽ gặp các bạn tại Sapa, là nơi sẽ tổ chức một cái sự kiện lớn nhất trong năm kỷ niệm lần thứ 8 sinh nhật của những anh em trên cung đường chữ S Việt Nam. Sẽ hẹn gặp lại. Yeah.